Hôm nay là thứ sáu nha quý vị, 26 tây tháng 7 2024 ha. Combo đầu tiên là combo 61, 12 cây sâm hương, 200 bao với ship nha, siêu mini siêu nhỏ nha quý vị. Anh nào mua thì đặt tiền cọc trước 100 nha quý vị. Còn lại shipper sẽ bỏ cây số 2. Số 3 cái loại này có chừng 4 lô là hết rồi nha quý vị, 3 4 lô thôi. Số 3 nè, cái này dài dữ lắm luôn nha quý vị nè. Cái ghế ăn đặt bầu hết trơn ha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cây này già quá trời già luôn à. Dán dần nhân ha, rồi 12 cây 200 xuống luôn nha quý vị. Về nữa mình ép vô cái chậu nhỏ xíu vậy nè quý vị, nhỏ xíu vậy trên.